Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Hòa ập đến tới tấp, Vượng Vin dính lỗi ở các dự án lớn nhất của tập đoàn này. Nói về chiếc xe VinFast xăng thì nó đã quá nhiều tai tiếng. Đầu năm, ông Vượng dự tính cho dòng xe xăng ngưng sản xuất vào cuối năm 2022. Thế nhưng vì dính tai tiếng vụ xe xăng bùng cháy, thiêu sống tài xế. Vụ việc xảy ra vào khoảng 8 giờ 30 phút sáng vào ngày 22 tháng 6 năm 2022 trên mặt đê Trung ương thuộc địa bàn thôn Quảng Cư, xã Tam Phúc, huyện Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc đã xảy ra một vụ cháy xe hết sức nghiêm trọng và người tài xế đã không thoát ra được và bị hóa than. Đây là hình ảnh ông Phạm Nhật Vượng. Như Thời báo .d đã đưa tin, ông Vượng luôn nuôi một lực lượng rất lớn để ém những tin tức xấu của công ty. Nên vụ cháy này chỉ được báo chí nhà nước thông báo như là vụ tai nạn mà không hề nhắc đến chiếc xe bị cháy, nguyên nhân tại sao và truy cứu thế nào. Cộng thêm vụ rút bài trong vánh sau khi có tin về khoản nợ khổng lồ của VinGroup vừa được báo chí đưa lên đã vội vã rút xuống ngay chỉ xong có vài tiếng. VinGroup của ông Phạm Nhật Vượng đang gặp họa tới tấp. Có người cho rằng việc ông Phạm Nhật Vượng khai tử xe xăng không những vì lỗ mà ông sợ những rủi ro mà loại xe này mang lại đến lúc không thể bịt được nữa. Khi hàng loạt chiếc xe bị lỗi cháy nổ như vậy, gây ra chết người khắp nơi. Việc xe xăng bị cháy, bị hỏng vặt và dịch vụ hậu mãi không đạt đã xuất hiện dồn dập trên các trang mạng. Mặc dù vụ nào VinFast cũng dập tắt truyền thông thành công, nhưng chắc chắn không thể dập tắt mọi vụ bê bối nếu để xe xăng tiếp tục được bán ra khắp nơi. Dự án xe xăng đã làm VinGroup tốn hàng tỷ đô la nhưng không thành công. Các quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam thì muốn ông Vượng duy trì công nghệ xe hơi để Đảng Cộng sản khoe rằng sau bao nhiêu năm lãnh đạo thì Việt Nam đã bước chân vào thế giới công nghệ. Lợi dụng sự mong mỏi của Đảng Cộng sản, ông Vượng tiên phong làm xe điện với hy vọng vớt vát những thất bại ê chề đối với dự án xe xăng trước đó. Có người cho rằng nếu ông Vượng làm xe điện thay thế xe xăng thì họ để yên, còn nếu hủy hết dự án xe công nghệ thì Vin sẽ vào lò ngay lập tức. Vượng Vin như đang leo lên lưng cọp, lỡ phóng lao nên đành phải theo lao mà không thể xuống. Lại cũng có ý kiến cho rằng tương kế tiệu kế, ông Vượng lập ra VinFast Singapore để chuyển hết cổ phần của VinFast ra nước ngoài và mục đích là dùng tiền VinGroup để làm dự án xe điện nhưng lại trá hình là huy động vốn từ nước ngoài. Đây là hình ảnh tai tiếng xe xăng của VinGroup trước đó, tức là VinFast. Ngửi thấy mùi tẩu tán tài sản nên dường như chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã chặn không cho chuyển tiền đi nữa. Và thế là ông Vượng cho công bố trên báo là VinFast không dùng vốn nội. Tuy nhiên cho đến nay ông Vượng cũng chưa biết xoay sở số tiền nhiều tỷ đô la như thế nào để có vốn ngoại cho dự án của mình. Dự án VinFast điện chỉ mới chớm nở và đang mở bán một lượng giới hạn. Tuy nhiên xe điện VinFast lại xuất hiện những lỗi rất sơ đẳng, chẳng khác nào chiếc xe xăng trước đây. Đây chính là thời điểm báo cho sự thất bại hàng tỷ đô la nữa sắp tới của VinFast. Vào ngày 12 tháng 8 trên trang Facebook có nick là Phạm Lộc đăng một status với nội dung như sau: bực mình hết chỗ nói, xe mới mua chưa đầy 3 tháng, năm lương 3 đến 4 lần. Một lần phải cẩu về VinFast Ninh Thuận để bảo hành, mà sau khi bảo hành xong vẫn cứ lỗi là lỗi. 3 ngày trước mới update lại phần mềm, phần cứng gì đấy, sau khi update xong nó còn tệ hơn cả trước. Trước đây mỗi khi xe bị lỗi như vậy, chỉ cần đóng cửa xe lại để vài phút và mở lại là chạy được. Lần này sau khi update xong, chạy được 3 ngày khởi động máy lên, báo lỗi sạc pin 12V xong, treo cứng ngắc luôn, chẳng làm gì được và nó cứ nằm ì như vậy cho tới khi hết luôn bình. Xe vợ đi có biết gì kỹ thuật đâu, đêm tối đang ở huyện không khởi động xe lại được, chỉ biết gọi nhờ vả lung tung. Mấy ông VinFast, các dòng xe sau này hãy test cho cẩn thận hết lỗi rồi mới đưa ra thị trường. Mấy ông đưa xe VinFast E34 ra thị trường quá vội vã, lỗi vặt tùm lum, người sử dụng rất bực mình thì sẽ quay lưng lại với các ông thôi. Tôi là một trong những khách hàng ủng hộ VinFast rất nhiệt tình, 4 xe máy điện và 2 ô tô, nhưng sau vụ VinFast E34 lỗi suốt như vậy thì chắc phải rất đắn đo mới sử dụng sản phẩm tiếp theo của các ông. Người mua xe này đã nói vậy. Đây là hình ảnh tai tiếng chiếc xe điện. Đây là vấn đề rất lớn. Nếu cứ dùng truyền thông bịt miệng mà không sửa lỗi xe điện thì rất có thể dự án xe điện sẽ sớm thất bại thảm hại.
Vấn đề trách nhiệm với người tiêu dùng là điểm đen và rất có thể nó sẽ kết thúc với dự án đầy tốn kém của Vingroup. Xem ra họa đến tới tấp Vingroup, nhưng họa là do chính họ gây ra chứ chẳng ai gây ra cả. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Bí mật ít ai biết, tham vọng của ông Vượng đã thành cái bẫy đưa em trai vào tù. Nếu không có vụ án mobile phone mua AVG thì người ta cũng không biết đến tên tuổi của em trai ông Phạm Nhật Vượng. So với anh, ông Phạm Nhật Vũ khá im lặng. Tuy im lặng nhưng ông Vũ cũng làm ăn những dự án đến tới hàng ngàn tỷ đồng. Điều đặc biệt là ông Phạm Nhật Vũ rất mộ đạo Phật. Cho đến nay có đến 3 luồng ý kiến về công việc kinh doanh của ông Phạm Nhật Vũ. Luồng ý kiến thứ nhất cho rằng ông Vũ kinh doanh là để hỗ trợ ông anh nổi tiếng. Ý kiến thứ nhì thì cho rằng ông anh nổi tiếng của ông Vũ hỗ trợ em trai trong vấn đề làm ăn này. Và ý kiến thứ ba thì cho rằng ông Phạm Nhật Vũ và Phạm Nhật Vượng tuy là anh em ruột nhưng mỗi người làm kinh doanh độc lập, không liên quan đến nhau. Đây là hình ảnh ông tỷ phú Phạm Nhật Vượng của Việt Nam. Theo một số người có dịp gần gũi với anh em nhà đại gia này nhận xét, so sánh giữa ông anh Phạm Nhật Vượng và ông em Phạm Nhật Vũ thì người ta nói rằng mọi tinh túy đều dồn cho ông anh. Ông em khá tầm thường, thiếu năng lực và thiếu tầm, vì thế họ cho rằng việc kinh doanh ngàn tỷ của ông Phạm Nhật Vũ là có sự hỗ trợ về vốn và quan hệ của người anh. Người ta cũng nói rằng ông Phạm Nhật Vũ chơi và giao lưu với ông bộ trưởng, sự trung gian của ông anh nổi tiếng. Còn ông Vượng thì tầm của ông là chơi với ủy viên Bộ Chính trị và đặc biệt là các ông sếp lớn trong tứ trụ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó là lý giải cho thế lực vô đối hiện nay mà ông Vượng đang có so với các đối thủ kinh doanh khác. Theo nhiều người đánh giá, ông Vượng là người ít nói, thâm trầm nhưng lại có nhiều toan tính ít ai ngờ. Ẩn đằng sau một con người ít nói đấy là những tham vọng rất lớn. Ông Vượng muốn rằng ông có thể làm chủ truyền thông để phòng hề bất trắc từ xa cho tập đoàn Vingroup của ông. Ông biết rằng có những cá nhân ban đầu trung ương chỉ muốn cảnh cáo và bật đèn xanh cho truyền thông khui ra. Đến khi truyền thông khui quá đà thì trung ương không còn cách nào khác dừng lại được và phải cho vào cuộc để làm tới nơi tới chốn. Những đại gia là nạn nhân của truyền thông cũng rất nhiều. Theo nguồn tin giấu tên cho biết, quan điểm của ông chủ tịch tập đoàn Vingroup là đừng để tin tức xấu của tập đoàn và bản thân lãnh đạo tập đoàn xuất hiện trên truyền thông. Dù mà xuất hiện thì phải có giải pháp dập tắt ngay khi nó mới chớm nở. Đấy là quan niệm xuyên suốt mà ông Vượng không bao giờ lơ là. Đây là hình ảnh ông Phạm Nhật Vũ, em trai của ông Phạm Nhật Vượng. Hiện nay ông Vượng không ngần ngại nuôi một lực lượng rất lớn chuyên chống lại các tin tức bất lợi cho Vin trên mạng xã hội. Đội ngũ này mạng xã hội gọi là bỏ Vin hay còn gọi là bò, nhưng lực lượng này rất có chất lượng, sẽ dùng những quy định của Facebook hoặc YouTube để đánh sập hoặc khóa mõm những ai mà họ cho là có thể gây ra thông tin bất lợi cho Vin. Ngoài ra, ông Vượng hiện nay có mối quan hệ rất tốt với trưởng ban tuyên giáo trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam, đó là ông tướng Nguyễn Trọng Nghĩa. Cũng có thông tin nào trên báo chí bất lợi cho ông Vin thì ông trùm ngành báo chí Việt Nam này lập tức chỉ đạo cho gỡ luôn. Thực ra tham vọng làm chủ truyền thông của ông Vượng đã được xây dựng theo cách khác chủ động hơn. Có ý kiến cho rằng việc nuôi một lực lượng được gọi là bỏ Vin và có kết thân với người đứng đầu ngành tuyên giáo chỉ là phương án 2 sau khi phương án 1 đã thất bại. Vậy phương án 1 là gì? Câu hỏi đặt ra. Phương án 1 là lập ra một công ty truyền thông cho em trai điều khiển, đó chính là công ty AVG, bóng Phạm Nhật Vũ đứng làm chủ. Tuy nhiên, tại quốc gia cộng sản, việc tư nhân lập công ty truyền thông là điều cấm kỵ. Dù ông Vượng đứng trung gian để em trai là người đứng đầu bộ thông tin truyền thông bắt tay nhau, nhưng Trung ương Đảng vẫn phá. Tha hy sinh vài ông bộ trưởng để quét sạch truyền thông tư nhân, bảo vệ chế độ, chứ không thể vì cứu mấy ông bộ trưởng mà mất chế độ cho được. Đó cũng là lý do Phạm Nhật Vũ đã phải vào tù mặc dù đã cột được hai ông bộ trưởng dính chùm. Đây là hình ảnh vụ án mobile phone mua AVG. Nhiều người nói rằng nếu ông Vũ làm ăn ngành khác thì ông Vũ sẽ không sao. Đằng này làm công ty truyền thông để phục vụ anh trai nên bị phá cho tan. Và ông Phạm Nhật Vũ đã phải vào tù. Đấy là những gì mà nguồn tin giấu tên đã cho hay. Ý kiến này có vẻ rất có lý.